trâu đó các bạn. Ở trâu vô đây ăn mà còn đeo khẩu trang là sao? Ở lấy ghế đi. Đang đi ăn mắm, ăn mắm, mắm bún đậu mắm tôm. Đây là một thằng mắm. Đang đi ăn mắm bún đậu mắm tôm. Đây là đậu đi ăn luôn nè. Món này không phải mắm nha. Em thấy mắm nè. Nói mắm hồi về bị ngắt nhéo rồi mà. Lại được ăn ghê hả? Phớt phớt. Nghe được hơn. Ủa nó hay vậy? Chị nó nghe là chị. Quay mắm chúa rồi chị. Đây, mắm chùm. Mắm chùm là tự nhận luôn nha. Mắm chùm đi ăn bún đậu mắm tôm nha. Của bạn đang pha. Mắm chùm, mắm chúa. Lặn chúa, lặn chúa mà. Ủa thôi đi, mọi người hai chén rồi vậy. Mình có để gì ăn. Chị nói bằng nghe thôi. Sao nay chiên vậy? Hả? Chiên đâu bây giờ chị. Em là mày cũng chiên giống con học bài rồi kìa. Chắc cũng sợ đi bán vé số giống con, giống chị ai. Rồi, đứa nào mà thi góp, thi dở, học dở là bà cho đi bán vé số hết. Phần này là phần hai người ăn nha các bạn. Ba phần lớn. Đây, hai người ăn. Đây, phần này cũng là một người nhưng mà sao thấy nó cũng tương đương nha các bạn ơi. Cái mọi phần của ba một người sao nhiều vậy? Tại chắc nó thấy ba ăn nhiều nên cho ba nhiều. Ăn chung cho chung nhé. Nhé mẹ ơi, cũng đâu có ăn ra đâu mà tới làm. Ăn đi. Tí hồ nào. Mở cái kia trong đây nè, cái này nè. Khăn giấy khô. Không có khăn giấy khô. Thấy cái chén chưa bảo nè. Ôi, gọi cho mai tay. Của ba nè ba. Quay lên nha, đi con quay vô. Thấy giờ lề mề quá bạn ơi. Ba quay gần xong luôn rồi bạn. Còn lề mề quá. Quay gần xong. Đám chú mắm hay là chú mày đi đẹp rồi, đẹp hết chưa? Quay cái chỗ đi vậy, bỏ đường cho mắm. Quay đẹp rồi, có bỏ đường cho mắm không? Có. Để ba. Tại vì dòi con. Gọi là dòi. Buồn đâu. Quay mà, dám quay mà. Mà quay mà còn. Đây ba giải thích cho. Cái ruột con heo người ta làm sạch xong người ta cho dồn thịt bọc các thứ này kia đồ vô đó tùy theo người ta làm thì người ta chiên lên gọi là dồi, hiểu không? Ủa rồi giờ ba ăn được chưa vậy? Cái gì? Tại sao mà đi ba đi ăn mà ba không được ăn là chả chết xì hả? Kỳ quá, ba đói bụng quá đi. Ba đói bụng quá đi chết xì ơi. Trời, cái nhà này đi ăn mà còn quay quay quay. Bây giờ tí không hả? Thôi ăn đi lại lắm. Rồi ăn đi con. Ăn đi con, ăn đi ba quay rồi. Thì cứ chấm là ăn thôi, mấy cái đó con chấm mẹ chỉ cho. Trời ơi các bạn ơi, mấy bé nhỏ này là từ đó giờ chưa bao giờ ăn bún đậu mắm tôm nha. Con hai bé này ăn rồi nhưng mà nó cũng ăn ở nhà với mẹ chứ không có đi tiệm, tại vì món này là món của người Bắc, món người Nam thì không biết thích ăn. Cái quầy phòng lần đầu tiên ăn bún nha. Bún đậu mắm tôm lần đầu tiên. Nó bị 9 tuổi nha. Nhỏ hơn chưa bao giờ ăn mắm luôn. Trên mà ép bụng. Ngon ngon. Ngon. Ờ rồi tốt. Ủa ba này có cuốn không bà? Ăn này cuốn không? Bánh chén cuốn
không? Không có bánh tráng. Bánh chấm hả? Nè, có bánh giò. Bánh giò. Vậy bánh bún. Chấm ăn nói chung là cấp chấm từ hết gì đi. Đó. Có không cần có bánh tráng luôn, không cần bánh tráng. Ngon càng ngon con. Rất vô. Rồi ơi. Cái gia đình miền Nam không biết ăn bún đậu mắm tôm các bạn ơi. Rồi. Cháp lại đi, chấm cháp. Chấm. Chấm xong rồi cháp. Dạ mấy anh, bỏ đồ vô gì vậy? Cứ ăn đi, bỏ vô miệng nhai nhai nuốt lại. Dạ ba không ăn luôn. Ăn chứ nó bụng gì chết. Ba mới đi tập về nó bụng mình chết. Goodbye to you again. Chát ngon mì. Đây là ghế của YouTuber. Nãy có cô kia hỏi là đây ba đứa con hả? Ba con hay con không? Hay là bạn vậy? Ở đây chỉ qua đây là ghế đây. Nhưng mà giờ mà ý chính của mình là đây, ba dĩa sau 20 mấy, 30 phút các bạn này giải quyết sạch ba dĩa. Không phải 30 phút mà ở lâu hả ba? Không, thì ba nói vậy thôi chứ đâu. Chắc cỡ 15-20 phút. Ba lần đầu tiên thì ba. Lần đầu tiên ha. Ăn này là lần đầu tiên ăn này mắm. Lần đầu tiên ăn mắm tôm luôn và ngon khen ngon. Mà tới nỗi mà sợ hết của mẹ, tại mẹ với tâm mì ăn chung một dĩa. Một dĩa này á, là dĩa lớn. Một dĩa lớn là 140.000. Một dĩa mẹ nhỏ là 70.000. Thì dĩa lớn là 2 người ăn, còn dĩa nhỏ là 1 người ăn. Nhìn rất rất đã nha các bạn. Rồi hai mắm này nó cũng giải quyết luôn, giải quyết một dĩa mắm sạch phát bắp. Và mắm chúa cũng giải quyết một dĩa mắm sạch bắp. Mắm chúa. Mắm chúa. Mắm chúa tới mày. Rồi. Giờ có màn ăn kẹo. Ăn kẹo để thơm miệng. Đây. Mạc Văn Khoa có để mỗi người một cục kẹo ăn để thơm miệng. Rồi thấy rồi các bạn ơi, các bạn đưa ra quá. Sao không chưa thấy được. Rồi bạn nhỏ tâm mì này lần đầu mới nhai thì xin chúc Kune này. Cái độ mà thông mũi của Kune làm tâm mì không quen. Mình lại đây. Trời ơi. Bạn tâm mì giỏi quá bạn tâm mì ơi. Nhai con. Nhai bình thường mình nhả cái này kẹo cao su nha, không có nuốt nha. Hey. Ê, mà sao quýnh em. Tôi về học đó. Sao chưa về học rồi, luôn. Không, cực về.